chạy cầu khí rồi. Rồi sáng hôm nay em chào tất cả anh em nha. Chúc anh em buổi sáng tốt lành. Nay gác bếp nha mọi người, nay đi hơi sớm. Này tầm khoảng 6 giờ. Em vô cái giường này. À, giờ cũng lội đường ruộng không vậy nè. Đồng ruộng bao la nè. Không dám đi trên lộ. Lộ giờ mày nó gào mấy cái đường đi ra vô của giao nhau giữa xã với ấp. Đi ngoài tào lao lão phạt 2 triệu thấy bà nội à. Đâu đi cực thiệt, cái này mùa chim rất lâu nha anh em. Mình đánh thấy con nào con nấy cũng rất lông đều gan vậy đấy. Nó không chịu xuống. Nó về nhưng không chịu xuống, tình trạng đẹp hoài luôn. Như vậy đi rất cực khổ, rất khó khăn. Nhưng mà đam mê mà. Ở nhà cũng ghiền nữa, hơi gán sách đi, như có hên xui không? Kiếm được con nào không, kiếm nào hang đó giải trí mùa dịch mà đó, kêu kìa, kêu hướng bên đây nè, hướng sau sau cái đám giường này nè. Thôi cũng không dài dòng nữa, mình vô còi đi. Còn sớm mình đánh dễ hơn. Anh vô còi mình đặt bẫy rồi mình mới lo, anh em đợi mình nha, chờ đợi. Mình mới mới tới còi mọi người, mới dọn xong. Thì có cái chuối người ta đốn ăn buồn mà này không đem dao sao chặt để thí đi này, mình tăng cường thêm con chuột nữa nha, được 2 con à, 3 hộp chuột được 2 con, tại cái lứa chuột này ra 2 con này nó cội hơn, nó có mọc lông trước ha, mấy anh chị còn đó hối đem theo nó yếu rồi sợ chết mất công nữa, thôi không đem rồi kiếm chỗ đặt máy mọi người. Rồi mở lon rồi nè. Thank you.
kẹp điện thoại luôn rồi trời. Dính nghe anh em. Nặng chóng anh em ơi. Nãy giờ liều luôn nè, nó về một cặp luôn rồi. Đang nắng ngon lạnh không có đâm mưa tới. Tính ra lấy máy vô mà thôi. Tiếc quá, thôi để máy luôn. Này bắt con cực khổ quá. Nặng chóng. Đó, ướt cái máy tôi trần trời. Thì bắt nó ra. Kèo đầu tiên đứng con anh em. Cái này chim rớt lông thì đánh khó lắm. Kiếm được con bằng hết biết á. Tranh thủ chạy kèo khác còn sớm nè. Ác thiệt chứ, sáng để đã mưa, đã thiệt chứ. Lì luôn, để máy rồi mưa luôn. Để máy lo mưa luôn. Vậy mới dính được nó. À, kiếm cậu thứ hai nha mọi người. Rồi, mình cũng vừa tới cậu thứ hai nha anh em. Sáng đi bên đồng bên kia gì đâu mà vuông kèo đúng tức lắm, về hai con cặp mà khu vực đó ta đi ruộng đông quá, lớp xịt thuốc sát bên đó, nó sẽ sạn nó xuống đó, mình đợi hai con đâu hồn chưa sạn xuống mà ta đi tới rồi nó không xuống, nó bay qua bên kia luôn, tức lắm, uổng lắm. Bây giờ cái này kiếm kèo khó khăn quá, trời vẫn nắng nóng nè. Này vườn cà na, mình tới vườn cà na. Đó, này trái nè, là thái cũng gầm gạp quá, có khoảng này trống trống không biết sao đây. Rồi, đặt máy mở loa anh em chờ đợi mình ha. Thank you.
dính nha anh em. Con này sung thiệt, con này sung thiệt, đứng đấu gì lom nó còn đấu mau gì mau nữa. Cào này mau, cào này chừng 5 phút cái gì tờ anh em ơi, chống tờ được hai chú nha anh em. Hôm nay đi được hai chú, cái này làm đi kèo chiều nha. Hồi sáng là bị mắc kèo quá trời, rồi đi về lội bộ lội xa không nắng nóng nữa. Rồi này về khu vực này cũng gần nhà, cách nhà cũng vài trăm mét cây số, gán lội. Chơi sáng đánh con kèo dính con tức lắm, đăng video thì anh em xem không vừa bụng. Nói chung gán kiếm thêm kèo nữa, này chống tơ mà dính làm sao, nhỏ hiếu đầu nhỏ hiếu nè. Chúng ta đang trong thay lòng luôn, mới dịch lòng rồi coi cũng đang trong thay lòng luôn. Rồi dính lập ăn một mặt ha, nhảy chà bá mới chịu ha. Dính nhảy bự mới chịu đó. Tưởng đâu dính đây chứ cuộn nóng dính xà xuống. Con này ghê thiệt. Đấu gì mà về tới đây đứng đấu nữa, vậy mới hay. Cái kèo nhìn nhìn mới đá con mắt, ngồi xa ngồi gần mò. Rồi, nói cũng chúc sức khỏe anh em nha. Tất cả anh em đam mê săn bắt bẹp, bẹp bẹp mồi đánh lo gì mình chúc tất sức khỏe hết. Đó, những người yêu mến kênh thì ghé kênh mình cho mình xin một đăng ký và một like ha. Đó, cũng như thích thì cũng chia sẻ cho mình để mình được phát triển kênh đi săn bắt bẹp bẹp nữa. Rồi, mùa dịch này chúc sức khỏe mọi người. Mọi người ra đường cũng như thực hiện theo nguyên tắc 5K đeo khẩu trang anh em. Cùng nhau chống dịch qua mùa dịch này để mình qua mùa dịch mình đi đánh thoải mái, không giãn cách nữa, anh em có thể giao lưu với nhau gần xa. Rồi, chào tất cả anh em.